Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, bắt đầu từ ngày 3 tháng 11, chợ đêm sẽ dừng hoạt động tại khu vực Cốc Lếu và chuyển về hoạt động tại chợ đầu mối nông sản Kim Tân từ 0 giờ đến 6 giờ sáng hàng ngày. Hiện nay, Ban quản lý chợ Kim Tân đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để việc di chuyển chợ đêm đảm bảo đúng tiến độ và nhanh chóng đi vào ổn định. Đến thời điểm này, về cơ bản các tiểu thương tham gia kinh doanh tại chợ đêm Cốc Lếu đã đồng thuận về mặt chủ trương và sẵn sàng thực hiện di chuyển về kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản Kim Tân. Một vấn đề được nhiều tiểu thương quan tâm và mong muốn là hoạt động kinh doanh không bị xáo trộn nhiều và an ninh phải được đảm bảo. Trên kia họ xếp khu nào ngồi như thế thì xuống đây cứ là y khu đấy xuống, là bọn tớ rất là đồng ý. Ngay thứ hai là làm sao mà an ninh đảm bảo được, thì nghe nói ở dưới này là nghiện đơ rất nhiều. Thế mà không an ninh không giữ được ấy, là lúc bà con có gì hở ra tí ăn cắp mất, nó khổ bà con. Thế thôi, còn nếu mà đảm bảo được những an ninh như vậy thì bà con cũng vui lòng chuyển thôi. Hiện Ban quản lý chợ Kim Tân đã phối hợp với Ban quản lý chợ Cốc Lếu thực hiện công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tiểu thương, thực hiện đối chiếu danh sách các tiểu thương tham gia kinh doanh tại chợ đêm Cốc Lếu chuyển về địa điểm kinh doanh mới tại chợ đầu mối nông sản phường Kim Tân, tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh mới của các tiểu thương có nhu cầu. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo thuận lợi cho các tiểu thương tham gia kinh doanh buôn bán cũng được Ban quản lý chợ Kim Tân tích cực triển khai thực hiện. Theo quy hoạch, chợ đêm Kim Tân sẽ được họp dọc trên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch phía trước Ban quản lý chợ Kim Tân và các khu xung quanh chợ Kim Tân, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của hơn 250 hộ. Hiện nay, Ban quản lý chợ Kim Tân đã thực hiện xong việc kẻ ô, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng phục vụ hoạt động của chợ đêm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thời gian hoạt động và vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường cho hoạt động của chợ đêm tại địa điểm mới cũng được Ban quản lý chợ Kim Tân tích cực quan tâm triển khai thực hiện. Tại phương án của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cũng đã quy định rất là rõ ràng, thời gian họp chợ đêm sẽ được quy định từ 0 giờ và đến 6 giờ sáng hàng ngày để họp chợ đêm, và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng cái thời gian mà Ủy ban nhân dân thành phố đã quy định, đó là từ 0 giờ đêm đến 6 giờ sáng hàng ngày. Và sau đó thì sau cái thời gian đó thì chúng tôi sẽ thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và đảm bảo cho công tác giao thông tại khu vực họp chợ đêm. Về cơ bản, mọi công tác chuẩn bị cho việc di chuyển chợ đêm từ phường Cốc Lếu về chợ đầu mối nông sản Kim Tân đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày di chuyển chính thức và đi vào hoạt động ổn định ngay từ những ngày đầu về kinh doanh tại địa điểm mới.